Tin Giáo hội Cuba Giáo hội Cuba có radio công giáo đầu tiên phát thanh trực tuyến 24 giờ mỗi ngày. Đài phát thanh Enzonido de la Esperanza, âm thanh hy vọng, thuộc mạng lưới thanh niên công giáo, là đài phát thanh công giáo đầu tiên tại Cuba phát thanh trực tuyến 24 giờ mỗi ngày, nhờ vào sự dấn thân của một nhóm các nhà truyền thông trẻ để truyền bá thông điệp của giáo hội qua Internet được thành lập vào tháng 2 năm 2019, mạng lưới thanh niên công giáo là một mạng cộng đồng trực tuyến có mặt trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, được hỗ trợ bởi Hội đồng Giám mục Cuba. Ruben de Placinadas, người sáng lập một trong những thành viên lãnh đạo của mạng lưới thanh niên công giáo, cũng là phó tế của dòng truyền giáo Thánh Phaolô, nói với hãng tin quốc tế Internet Service rằng đài phát thanh trực tuyến này được thành lập cách đây không lâu như là một đài phát thanh trực tuyến và thường trực các chương trình radio khác nhau của giáo hội cuba và các nơi khác trên thế giới theo một mạng lưới mà chúng tôi đã thiết kế sáng kiến này nhằm mục đích đào tạo và thông tin cho cộng đoàn công giáo cuba thông qua các mạng xã hội xây dựng cầu nối và kết nối các thành viên của mình ở trong nước hoặc ở nước ngoài cũng như khuyến khích những người trẻ dấn thân cụ thể trong đời sống Kitô giáo theo giáo huấn và học thuyết xã hội của giáo hội. Thầy Ruben giải thích rằng đài phát thanh là một điều mới lạ của Cuba bởi vì Cuba mặc dù giáo hội có thể truy cập các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng không thể có kênh truyền hình hoặc đài phát thanh riêng. Giáo hội Công giáo Cuba có một hệ thống các ấn phẩm và các bản tin chủ yếu giới hạn cho giáo dân. Trong khi ở một số trong 11 giáo phận trong nước, các nhóm giáo dân tạo ra các chương trình âm thanh được phổ biến qua các kênh khác như các usb dùng trong máy vi tính mới đây hầu hết các gia đình đều có internet khiến cho công việc của hội giáo hoàng truyền giáo trở nên khả thi hơn với những công cụ mới này